Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một lô cái man các bạn và một con cá anh cút. Đây, trước mặt bạn là con rep man này các bạn. Đầu tiên luôn các bạn. Đó, rụng yếm nè các bạn thấy không. Đó, rụng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Hai cái tay như hai cái quạt các bạn. Con cái cực kỳ các bạn. Sẽ lưng, sẽ mặt đồ này nghiêm chỉnh các bạn. Chân bóng sò nè. Đó, con cái man này cao 1m18 bò các bạn. Cao 1m18 bò. À, giá 23 triệu các bạn. Cao 1m18 bò giá 23 triệu. Đó, đuôi dài các bạn không. Đó, rủng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Đuôi dài, rủng yếm nghiêm chỉnh. Giá 23 triệu các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon. Mình comment dưới màn hình các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đây, con này con anh Good rồi các bạn. Anh Good. Chân móng hoàn thiện các bạn. Rủng yếm nghiêm chỉnh. Đó, và không rụng yếm nghiêm chỉnh các bạn, đầy đà các bạn. Đó, con anh Good đầy đà các bạn. Con anh Good này cao 1m1 bò các bạn. Cao 1m1 bò giá 19 triệu các bạn. Cao 1m1 bò giá 19 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Đó, anh Good xương chà bá xương rồi các bạn. Đó, cái anh Good các bạn. Đó, anh em nào có nhu cầu mà nuôi làm giống thì cứ liên hệ các bạn. Trại bò của anh Ngon ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi các bạn. Có anh Good, anh Ngon báo giá là 19 triệu các bạn. Đó, 19 triệu. Chân móng hoàn thiện hết các bạn. À, rụng yếm nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện hết các bạn. Có rúng nha các bạn. Có rúng nha. À, Redman. Quà đen khui. Cao 1m15 bò. Giá 18 triệu các bạn. Đó, man tay nhỏ các bạn. Rụng yếm nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, đuôi dài. Đó, con này sái tích nghiêm chỉnh luôn các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh luôn nha, rụng yếm nghiêm chỉnh, sái tích nghiêm chỉnh các bạn. Giá là 18 triệu các bạn, 18 triệu cao 1m15 bò các bạn. Cao 1m15 bò giá 18 triệu các bạn. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, hoa đen nè các bạn không? Hoa đen nè. Rụng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đó, sái tích nghiêm chỉnh, rụng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Con này sau này nó bự con, bự tàn dữ lắm các bạn. Đó, bự con, bự tàn dữ lắm các bạn. Cao tầm 1m15 có hơn nha các bạn. Chân móng sò hết các bạn. Rụng yếm nghiêm chỉnh. Đây, man tay lớn luôn các bạn. Đó, rụng yếm nghiêm chỉnh các bạn thấy không? Sái tích nghiêm chỉnh, rụng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Đó, rụng nè, rụng dài, yếm dày, chân móng hoàn thiện các bạn. À, còn man tay lớn này đầu dồ luôn các bạn. Đầu dồ luôn. Còn man tay lớn này thì chủ báo giá là 18 triệu luôn các bạn. 18 triệu luôn các bạn. À, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Chân kiền khú luôn các bạn. À, chân móng hoàn thiện các bạn. Chân móng hoàn thiện nè. À, giá 18 triệu các bạn. 18 triệu man tay lớn các bạn. À, rúng dài yếm dày nè các bạn. Rúng dài yếm dày. Giá 18 triệu các bạn. Đuôi dài luôn các bạn. À, hai cái tay như hai cái quạt các bạn, đầu dồ các bạn, hai tay như hai cái quạt đầu dồ. Giá 18 triệu các bạn. Giá 18 triệu cao 1m15 bò các bạn. Cao 1m15 bò giá 18 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Giá 18 triệu các bạn. Còn đây. Đây là con man tay lớn nữa nè các bạn. À, đầu trọc lóc luôn các bạn thấy không? Đòn dài, đầu trọc lóc, chân móng hoàn thiện. Rụng yếm nghiêm chỉnh, cái man tay lớn, gu bạc. Giá con này là cao 1m1, bò giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn. 16 triệu 500 ngàn, chân móng hoàn thiện các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Đó, tay lớn, đó, đòn dài, giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn. 16 triệu 500 ngàn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Dưới màn hình video. Giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn. Rụng yếm đồ là nghiêm chỉnh các bạn. Đòn dài nè các bạn. Xương lớn xương các bạn. Đó, đầu to tay lớn các bạn. Đó, đầu to tay lớn, đuôi dài. Chân móng sò hoàn thiện. Đó, giá là 16 triệu 500 ngàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.